学会合给你合适的反应，前锋眼泪掩盖煞情，谁犯错谁都会辩驳扰人视听，有一双眼做证，错过作风眼睛，谁看清层次，连贯着更多怀疑，犹豫像不知，将伤痛划破天使，那一层次情结让痛苦蔓延，谁又在饰演真相交错未显现，内心的碎片没有伤。你哋咧，马伦，马伦，买欧卡路换线，你举行护证系咪签证啊？咩咗？欧卡路换线，戴口罩。边礼，冚你仔。边礼，边礼，边礼，边礼，哎呀，冚你中奖。阿条仔嚟紧枪啊，冚你揾到，冚你揾得到。6 tháng sau. Anh An, tôi đến rồi, chút nữa gặp nha. Lục Minh, sắp ra tòa rồi còn đi đâu vậy? Luật sư Kiệt. Ê, luật sư Hân, hôm nay tôi cải phòng số 6, còn cô số 5 phải không? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Nhưng mà tôi phải ra tòa gấp, ăn trưa mình nói chuyện nha. Sư phụ, để em cầm cho. Đây. Có chuyện cái ly của cậu đó. Sorry. Có học thuộc hết tài liệu chưa? Nói chuyện sao? Alo, sư Kiệt, hôm nay có phải là phiên xử cuối cùng về vụ cướp của cảnh sát Trương Thiệu Cường không vậy? Thân nhân của bị cáo có tới dự không vậy? Xin lỗi, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Đừng phá mà, lát nữa dùng nó để làm bằng chứng trình tòa đó. À, Kiệt. Chào đại luật sư Kiệt. Hôm nay thấy tinh thần của anh khá lắm. Bà xã anh cũng tới nữa à? Tôi muốn hỏi anh, lát nữa lúc ra tòa, thật sự tôi phải nói hôm đó tôi lấy dao đi mày, vậy quan tòa có tin không? Lúc anh bị bắt anh đã khai ra sao? Thì cứ lặp lại y như vậy đi. Rồi có được trắng án không? Anh nghĩ sao? Yên tâm đi, Kiệt nhất định sẽ lo xong vụ này mà. Nghiêm. Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong. Anh Quách Lại Á, anh có phải là nhân viên an ninh của thương xá không? Phải. Hôm xảy ra vụ án, anh đã thấy nghi can ở đâu? Và tình hình lúc đó như thế nào? Hôm đó tôi nhận được thông báo, nên biết được hình dáng của nghi can. Tôi lập tức tới ngay hiện trường. Tại tầng UG, tôi thấy nghi can đang ở gần cửa hàng UG 29 và hối hả định bỏ chạy. Tại sao anh biết chắc chắn bị cáo chỉ là tên cướp? Trước đây tôi có hơn 10 năm làm cảnh sát. Tôi vừa thấy tên đó thì biết hắn rất khả nghi, cho nên tôi đuổi theo hắn bắt liền. Tôi lớn tiếng hô đứng lại và hỏi anh làm gì. Hắn đã cuốn lên nói không liên quan gì tới anh. Tôi đã nói là tôi nghi anh ăn cướp. Nói xong thì tôi lục soát người của hắn và tôi tìm thấy một con dao cùng với một tấm thẻ chứng minh là cảnh sát. Hắn liền hốt hoảng nói là không liên quan gì tới tôi, anh cho tôi cơ hội nữa đi. Bị cáo thực sự có nói với anh như vậy sao? Phải, có nói như vậy, tôi nhớ rõ và chính xác. Nhưng mà chuyện đó tôi nghĩ cách đây đã 6 tháng rồi. Cách đã 6 tháng rồi mà tại sao anh lại còn nhớ rõ như vậy? Tôi có cuốn sổ ghi chép của nhân viên an ninh và tôi đã ghi lại. Anh có thể lặp lại một lần nữa có bỏ sót một chữ nào về lời đối thoại của các anh trong ngày hôm đó không? Hoặc là anh nhìn vào cuốn sổ ghi chép của nhân viên an ninh để có thể giúp anh nhớ lại. Xin đem vật chứng B5 cho ông Quách Lại Á xem. Mời anh đọc lớn lời đối thoại ra trước tòa. Lúc đó tôi bắt được bị cáo. Tôi nói tôi tình nghi anh ăn cướp. Nói xong thì tôi lục xét người hắn. Và trên người của hắn tôi tìm thấy một con dao và một thẻ chứng nhận của cảnh sát. Tôi liền nói, à thì ra anh là cảnh sát. Bị cáo liền nói, không liên quan tới tôi, cho tôi cơ hội nữa đi. Tôi đã nói là kể như mày xui, mày bị tao tóm được rồi. Anh thực sự khẳng định là bị cáo có nói với anh cho tôi một cơ hội nữa đi, phải không? Có, dĩ nhiên là có. Lúc đó tôi lục soát trên người hắn có một con dao, hắn sợ lắm cho nên nói với tôi như vậy. Nếu như hắn không phải điên cướp thì đâu có sợ như vậy.
anh đã nói dối. Bị cáo đâu có nói như vậy bao giờ. Và anh cũng đâu có ghi chép những lời mà anh đã nói hôm đó. Thưa quan tòa, chứng vật B5 là bản copy sổ ghi chép của ông Quách Lê Á, mà bản copy này chúng tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần từ hôm xảy ra vụ án. Trang giấy đó hoàn toàn là trang giấy trắng. Bây giờ tôi sẽ trình lên để tòa được thấy. Căn cứ theo lời khai của bị cáo với cảnh sát, lúc anh lục soát trên người của bị cáo tìm thấy con dao và thẻ cảnh sát. Anh đã nói như thế này thì ra anh là cảnh sát. Và bị cáo đã nói không liên quan gì tới tôi. Sau đó thì anh lại nói kỹ như mày xui xẻo, mày đã bị tao tóm gọn. Nhưng mà bị cáo lại không hề nói một câu cho tôi một cơ hội nữa đi. Lúc nãy anh nhìn trang giấy trắng trên cuốn sổ ghi chép, anh đã đem lời đối thoại rất mơ hồ hôm đó trong ký ức của anh mà nói đại ra. Tôi đâu quen biết hắn, sao tôi phải vu oan. Tuy tôi không có ghi chép lại nhưng mà tôi nhớ rất rõ là hắn đã nói vậy. Hắn không có nói như vậy, mà tại vì anh nhìn thấy bị cáo cũng ăn mặc quần áo tương tự nên anh đã nghĩ ra người ta là cướp. Và sau đó anh đã rất chủ quan và cho rằng hắn có nói như vậy. Tôi nhận thấy anh làm việc rất cẩu thả. Anh đã cung cấp những chi tiết sai lệch cho tòa. Hôm đó tôi nghe tiếng chuông báo động, tôi lập tức chạy đi xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó tôi đang ở lầu 1, tôi thấy bị cáo từ cửa hàng UG29 đi ra, thì tôi lập tức tới tầng UG. Tôi đã thấy cấp trên của mình là anh Lai Á bắt được tên cướp rồi. Không được chống cự. Cái thằng mắc dịch này muốn chạy đi đâu hả? Muốn chạy đi đâu? Cửa hàng UG29 bị cướp mà lại bỏ trốn đi mua cá ngựa hả? Không, nãy giờ tôi ở đây mà. Tôi thấy nó từ cửa hàng UG29 chạy ra, tôi xuống đây thì anh bắt được nó rồi. Anh Dương Văn Hỷ, xin hỏi anh, lúc anh nhìn thấy bị cáo từ trong cửa hàng chạy ra, lúc đó là mấy giờ? Lúc đó chắc là 2:20 trưa. Vì sau đó chúng tôi có gọi cảnh sát lúc 2:30. Chúng tôi có ghi lại mà. Anh khẳng định như vậy? Dạ đúng. Anh nói dối. Lúc 2:20, anh đâu có nhìn thấy bị cáo từ trong cửa hàng UG29 chạy ra. Vì lúc 2:20, anh vừa mới từ tầng dưới lối vào B của thương xá chạy về. Thưa quan tòa, bây giờ tôi trình tòa B6. Đây là tấm hình đã chụp bởi camera an ninh đặt ở lối vào B tầng dưới của thương xá. Là B6. Dạ vậy, thưa quan tòa. Anh Dương Văn Hỷ, xin anh cho biết người trong tấm hình này có phải là anh hay không? Phải hay là không phải, nhân chứng hãy trả lời. Phải. Thưa quan tòa, tấm hình này đã cho thấy rõ ràng anh Dương Văn Hỷ đã cầm trên tay tấm vé cá ngựa trở về thương xá. Căn cứ thời gian hiện ra trên camera cho thấy thời gian xảy ra vụ án là lúc 2:20. Anh Dương Văn Hỷ, xin hỏi anh, cùng một thời gian anh làm sao có thể nhìn thấy bị cáo từ cửa hàng UC29 bước ra được chứ? Anh Hỷ, anh vì tự ý rời khỏi chỗ làm, rồi anh sợ bị cấp trên khiển trách, nên lúc chuông báo động vang lên, anh mới vừa về tầng dưới của thương xá. Anh lo sợ nên đã đi tới hiện trường xảy ra vụ án này ngay. Rồi anh thấy bị cáo đã bị cấp trên của anh bắt. Là cấp trên của anh đã nói với anh cửa hàng UG29 có người ăn cướp. Do đó, anh đã nói vuốt đuôi cho xong việc. Anh đã nói thấy bị cáo từ trong cửa hàng UG29 chạy ra để che giấu cái lỗi của anh. Cho nên lời khai của anh hoàn toàn là không đúng sự thật. Anh Trần Cải Đông, hôm xảy ra vụ án, anh là cảnh sát đầu tiên nhận được báo cáo đã có mặt tại hiện trường. Xin anh mô tả lại tình hình ngày hôm đó như thế nào? Tôi nhận được báo cáo, đã tới ngày thương xá. Lúc đó bị cáo đã bị hai nhân viên an ninh bắt giữ. Tôi có hỏi tại sao bị cáo lại đem dao tới thương xá. Bị cáo đã nói một cách cuốn quýt là đem dao đi mài. Nhưng mà tôi cảm thấy chuyện này không hợp lý chút nào. Anh dựa vào đâu mà cho rằng bị cáo chính là kẻ cướp? Căn cứ theo lời của nhân viên tiệm bị cướp nói, dáng người của bị cáo giống y như là tên cướp, và camera cũng ghi được hình. Cảnh sát Trần, anh có thể mô tả lúc mà anh bắt bị cáo, lúc đó đầu tóc của bị cáo là kiểu nào không? Là kiểu tóc ngắn thông thường, tóc ngắn phủ trước trán. Tóc phủ trước trán dài không? Kéo xuống chắc vừa che trước trán. Có phải giống như tóc của ông mặc bộ đồ vest ngồi hàng thứ ba ghế đầu tiên giống như ông đó phải không? Đúng vậy, kiểu tóc rất giống nhau. Cảm ơn anh. Thưa quan tòa, vật chứng B7 là tấm hình này chính là vật chứng rất quan trọng của vụ án. Trong ngày xảy ra vụ này, hình dáng tên cướp đã được chụp bởi camera an ninh. Xin quan tòa tiếp tục xem xét B4 là lời khai của nữ nhân viên cửa hàng bị cướp. Căn cứ theo lời khai của nữ nhân viên này, cô ấy đã khai kiểu tóc của tên cướp đó là hớt kiểu húi cua, mà kiểu tóc bị cáo lúc bị bắt rõ ràng cho thấy không phải là kiểu húi cua. Xin mời quan tòa tiếp tục quan sát. Kiểu tóc của tên cướp mà camera an ninh đã chụp được thì giống y như lời của nữ nhân viên cửa hàng bị cướp đã khai với cảnh sát là đầu hớt kiểu húi cua. Thưa quan tòa, như vậy thì hoàn toàn khác hẳn với kiểu tóc của bị cáo. Đầu tóc có thể cắt ngắn ngay, nhưng mà muốn nói dài ra trong 1-2 phút thì chuyện đó là không thể được. Giả lại, người đàn ông mặc quần jean, đi giày bata, mặc áo caro đi ngoài đường thì nhiều vô số. Giả lại, vào lúc tên cướp gây án có đeo khẩu trang che miệng,
nên không thấy rõ khuôn mặt. Cảnh sát Trần, tại sao anh có thể khẳng định là anh không có nhìn lầm người? Tòa án số 5. Hôm đó tôi đau bụng, tôi vào đại siêu thị nào đó để đi vệ sinh. Mà siêu thị này tôi chưa từng tới. Tôi vào trong đó rồi đi kiếm nhà vệ sinh. Tôi nhìn thấy bản chỉ dẫn chỉ về phía trước, nên tôi đi theo mũi tên chỉ dẫn. Nè, anh làm gì trong đó vậy? Tại sao lại hỏi kỳ vậy? Vào nhà vệ sinh dĩ nhiên là đi tiêu. Hả? Ủa, sao có giấy? Nhà vệ sinh gì mà kỳ quá? Nhà vệ sinh giả mà. Mở cửa đi. Dạ. Trời ơi. Tôi muốn chết à? Chết rồi. Trời ơi, sao kỳ vậy? Làm gì vậy biết nữa? Trời ơi, ai mà đi cầu trong đây chứ? Đúng rồi. Tôi xin lỗi. Trời ơi, bọn điên hay sao vậy? Hả? Xin lỗi. Hôi quá. Tôi đã nhầm lẫn, xin lỗi. Nè nè, cũng đi được nhá. Đi hả? Đó là phòng trưng bày thú âm mà. Tụi này làm sao mà làm ăn đi? Làm sao tôi biết được? Tôi đâu muốn vậy đâu. Hành vi của anh Michael đã khiến đương sự của tôi là công ty vệ sinh OJB chịu tổn thất rất lớn. Chúng tôi đòi bồi thường 300.000, đó là con số rất hợp lý. Thưa quan tòa, đòi bồi thường 300.000 là một con số hết sức vô lý. Thưa quan tòa, trong chứng vật B1 đã ghi rất rõ sự tổn thất của công ty vệ sinh trong ngày hôm đó, bao gồm một bộ toilet, tiền trả lương nhân công tạm thời và chi phí thuê chỗ, chưa kể tiền thù lao mời khách đặc biệt, tiền chi phí cho thợ mộc, tất cả sẽ ảnh hưởng đến việc giới thiệu đặc biệt của loại toilet mới này. Thân chủ của tôi hôm đó bị đau bụng là bị bạn hướng dẫn của thư xá chỉ dẫn sai lầm mới vào nhầm nhà vệ sinh. Hơn nữa, đương sự của tôi là một người ngoại quốc, cho dù là người bản xứ cũng có thể lầm lẫn như vậy. Do đó các người cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm. Hơn nữa, đương sự của tôi cũng là một người rất sòng phẳng, đã chịu trách nhiệm sẽ trả 500 đồng để làm sạch toilet này. Một cái toilet mà mất 500 đồng để làm sạch thì chắc chắn là thừa không thiếu, mà ông ta lại muốn đương sự của tôi bồi thường 300.000. Con số này thật sự khiến người ta không thể chấp nhận được. Thân chủ của cô làm toilet bị dơ, việc này cũng khiến thân chủ của tôi cảm thấy rất khó chịu. Căn cứ theo điều luật xâm quyền dân sự của Hồng Kông, xâm quyền tức là xâm phạm quyền lợi của người khác. Quyền lợi có thể là trên thể xác, tinh thần hoặc là tài sản. Mà xâm phạm trên tài sản bao gồm làm trái luật pháp gây thiệt hại đến tài sản, đó chính là phạm pháp. Hành vi đại tiện của ông Michael đã làm cho chiếc toilet trị giá 28.000 đồng bị hư hại, tức là thuộc tội xâm quyền. Công ty vệ sinh OGB hôm đó lấy toilet giá trị này để làm chương trình quảng cáo. Không những phải lập tức tháo bỏ chiếc toilet bị hư, mà còn phải hủy bỏ chương trình khai mạc và mọi hoạt động tuyên truyền quảng cáo. Tổn thất thật nghiêm trọng. Cho nên thân chủ của tôi nhất định không thể chịu nhận 500 đồng bồi thường. Chúng tôi đòi bồi thường 300.000 là rất hợp lý. Bồi thường 500 đồng thôi sao? Nó giỡn quá. Đòi bồi thường 300.000, ông chủ tôi cương quyết như vậy. Yên tâm đi, hắn bồi thường bớt một đồng tôi cũng không chịu đâu. Họ muốn thưa OCB tội phỉ báng. Đại luật sư Hân, tôi muốn nói với cô, các người không những không chịu bồi thường mà còn muốn thưa thân chủ của tôi tội phỉ báng. Căn cứ vào đâu hả? Hôm xảy ra chuyện này, có nhân viên OGB quay video và còn đưa đoạn phim ngắn này lên mạng nữa. Chuyện riêng của nhân viên thì công ty chúng tôi không can thiệp vào. Nhưng mà trên đoạn phim đó có logo của công ty anh, và còn có một hàng chữ để diễn tả dược sĩ không nín được toilet giả bị hư. Nhưng chúng bàn tán xôn xao ở trên mạng. Dược sĩ mà làm những chuyện lầm lẫn như thế này, nếu giờ ông ấy lấy thuốc thì nguy quá. Luật sư Hà, xin việc ông tham khảo pháp luật của Hồng Kông, trong đó điều thứ 24 của chương 1B. Những lời lẽ mà các người tuyên bố đã khiến hình tượng chuyên nghiệp của thân chủ tôi bị phá hỏng. Mà sự tổn thất này sẽ trực tiếp khiến cho việc làm ăn của ông ta tổn thất về tiền bạc. Còn công ty của ông biết rõ là nhân viên mình đã ác ý đưa tin và có kèm theo lời bôi nhọ mà không ngăn cấm. Các ông cũng đồng thời phải chịu trách nhiệm. Thật ra thì cũng không sao, nếu mà không muốn hòa giải tại ngoài thì chúng ta bàn tiếp trên tòa vậy. À, tôi rất nghi ngờ những lập luận của cô. 300.000 là không thể đâu. Ông nên khuyên thân chủ của ông nên chấp thuận 500 đồng tiền bồi thường đi. Mà công ty lúc đó thì tất phiên thân chủ của tôi đập đơn thư các người về tội phỉ báng. Lúc bấy giờ giới truyền thông nhất định làm ầm lên. Cuối cùng thì quý công ty sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tổn thất tiền mặt là việc nhỏ, còn ảnh hưởng đến danh dự là chuyện lớn đó. Luật sư Kiệt, có thời giờ nói vài câu không? Bây giờ tôi phải đi ăn trưa, chút nữa còn phải quay lại để nghe quan tòa tuyên phán. Được thôi, không thành vấn đề. Chỉ sợ anh muốn đánh mặt tôi thôi. Sao tôi lại muốn đánh cô chứ? Thật ra tôi rất có thành ý để giải quyết vấn đề với cô. Tiền nước đã đóng chưa? Có trả lời sở thú y chưa? Họ có tới làm việc tối nay không? Còn chi phiếu cho anh ký hay là tôi ký đây? Sư phụ à, đi trước nha. Nè, chờ đã. Tối nay có nhiều thời gian lắm. Ăn trưa rồi hãy nói ha.
Là như vậy nữa. Nghiêm. Bốn tòa sau khi nghiên cứu kỹ tất cả các lời khai, bằng chứng trong ngày xảy ra vụ án đã tìm được một con dao trong người của bị cáo. Căn cứ theo lời khai của bị cáo thì bị cáo nói lấy dao đi mài. Lý do này thật không đáng tin. Nhưng mà lúc đó cảnh sát đã không có tìm thấy những vật chứng quan trọng khác trên người của bị cáo. Và bốn tòa cũng phát giác những lời khai của nhân chứng càng không thể tin được. Nhất là nhân chứng Quách Lai Á. Chỉ nhìn vào những trang giấy trắng trong sổ ghi chú của nhân viên an ninh mà cho lời khai. Thật là hoang đường. Anh ấy đã vì háo thắng, muốn lập công, nên khi bắt được một nghi can đã vô dàng buộc tội người ta mà hoàn toàn không cần tới bằng chứng. Là người hoàn toàn không có đạo đức nghề nghiệp, làm việc cẩu thả, hoàn toàn có chịu trách nhiệm. Còn về hình chụp trên camera an ninh cho thấy, tuy ngoại mạo giống nhau, nhưng cũng như luật sư biện hộ đã nói, những người đàn ông ăn mặc như vậy thì có nhiều vô kể. Còn một tấm hình khác của camera khác thì cho thấy rõ ràng là nhân viên an ninh Dương Văn Hỷ lúc vụ này xảy ra là 2:20. Anh ta vừa về tới tầng dưới của thường xá. Trong một tấm hình khác về tên cướp mà camera an ninh đã chụp được cũng là 2:20. Dương Văn Hỷ không thể nào có thể chính mắt nhìn thấy bị cáo từ gian hàng UG29 đi ra. Và điều quan trọng hơn hết là kiểu tóc của bị cáo với tên cướp hoàn toàn không giống nhau. Bốn tòa nhận thấy bằng chứng của vụ án này rất là miễn cưỡng. Những bằng chứng kể trên có những điểm rất đáng nghi ngờ. Và các điểm nghi vấn này quả thật rất có lợi cho bị cáo. Nên bốn tòa tuyên phán bị cáo Trương Thiệu Cường tội danh không thật. Em muốn nói lời xin lỗi với anh. Em biết mình không nên đi chung với tân dinh đó, nhưng em thực sự không ngờ chuyện này đã làm cho anh tổn thương nhiều vậy. Và xem chút nữa thì đã liên lụy anh làm chuyện phạm pháp. Em tôi xin lỗi. Tôi không nói những chuyện này ở đây. Anh Cường, tôi biết rất rõ ngày đó đã xảy ra chuyện gì với anh. Tôi biết tại sao anh lại cầm dao và xuất hiện trong thương xá. Thật ra tôi và bà xã của anh đã có nói chuyện với nhau. Tôi hiểu các câu chuyện. Anh rất là may mắn. Anh may mắn không phải là tại tôi đã giúp anh thắng kiện, mà may mắn là hôm đó anh đã bị nhân viên an ninh bắt giữ. Anh tưởng là tôi thật sự tin rằng anh mang dao vô thương xá đó để mà làm sao. Hôm đó anh biết bà xã của anh và anh Vinh đi với nhau, anh giận lắm. Anh biết họ đang mua sắm trong thương xá, cho nên anh đã mang dao tới đó để thanh toán họ. Thì ra anh là cảnh sát. Nếu hôm đó anh thực sự đã làm chuyện đó, nếu hôm nay anh đã bị người ta thưa tội cố ý đã thương, có thể bị bắt ngồi tù vài năm. Đến lúc đó thì anh không còn gì hết, không còn tương lai. Sau này làm bất cứ chuyện gì, anh cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Lần này có như anh may mắn, cũng có thể trở về cảnh sát làm việc. Tương lai của anh sau này còn dài. Tôi vất vả lắm mới cải thắng vụ kiện này, thì anh cũng phải biết thân chứ. Chuyện đã là quá khứ rồi, bỏ qua đi. Nói về bố cục thì sư phụ của cậu giỏi thiệt đó ha. Tôi thấy hết rồi, cả ba nhân chứng đều bị lọt vào cạm bẫy. Thật ra tôi đã điều tra rồi. Cái tình Quách Lại A đó thích khoe khoang, nó nói dối là nó đã ghi chép xuống nên nó không thể chối được. Bằng không thì tôi không thể nào bắt lỗi nó về chuyện nó cầm cuốn sổ trắng mà nói bừa. Nhưng mà lần này người quan trọng nhất là anh An. Nếu không phải anh đã tìm được tấm hình của Dương Văn Hỷ từ camera an ninh thì anh Cường đâu thể nào mà chạy tội được. Thôi đừng khen tôi bằng lời nói, mà hãy chi tiền mặt đi. Nè, tôi cũng nhờ anh mà được việc, vậy anh chi trước cho tôi đi. Sao cách sáo vậy? Thì mình giống nhau mà. À đúng rồi, còn về vụ án gây thương tích trong phòng chơi game á, tôi đã tiếp chuyện với người khách. Ảnh nói trong tiệm chơi game có thể có người thấy ảnh không có đánh người. Phía cảnh sát cũng nói không có nhân chứng, có thể camera ghi hình trong phòng chơi game ghi lại được thì cũng đâu có gì lạ. Nếu như có thì cảnh sát đã lấy đi rồi. Người của tiệm chơi game xảo quyệt lắm, không hỏi cho ra lẽ thì không được đâu. Tôi nghĩ tôi phải tới tiệm game một chuyến. Tôi về văn phòng lo giấy tờ đi. Mình chơi giao làm việc đi. Nhanh lên, nhanh lên anh làm ơn tới đằng kia qua máy số 17-18 đi, nhanh lên. Ông chủ, vụ án đánh người bị thương tuần trước, sở cảnh sát địa phương đã nhờ tôi tới đây để điều tra. À, đây là danh thiếp của tôi. Tôi có thể giúp hai vị chuyện gì không? Hôm xảy ra vụ án, anh đã nhìn thấy cái gì? À, thưa sếp, chúng tôi thường đi tới đi lui, cho nên không có thấy được cái gì hết. Vậy là camera chắc có ghi lại rồi.
Chỗ này không có đặt máy camera đâu. Hôm xảy ra vụ đánh nhau, rõ ràng là có camera mà. Có phải là có ai đã cố ý tháo bỏ để không muốn hợp tác với cảnh sát không? À, sếp ạ, tôi nhớ ra rồi. À, hôm bữa mấy sếp khác không có hỏi tôi. Vậy sao anh còn không đưa cho tôi? Tôi lập tức đưa cho sếp liền. Để tao trả thù cho. Mày giỡn hẹp kìa. Nè, của tao nè. Nhanh lên đi. Chở xong nữa. Của tao á. Sếp à, trong DVD này có ghi tình trạng ngày hôm đó. Cảm ơn. Nếu cần thì anh phải ra tòa làm chứng đó. Đương nhiên rồi. Dân và cảnh sát phải hợp tác với nhau chứ. Được, vậy tôi gửi danh tiếp của tôi. Tôi là luật sư biện hộ cho vụ án này. Tôi không phải cảnh sát. Anh giở trò gì đây? Giả cảnh sát hả? Tôi đâu có nói tôi là cảnh sát đâu. Anh lầm rồi. Trả cái điện này cho tôi. Tôi cho anh biết, tôi sẽ không ra tòa làm chứng đâu. Đừng có tới đây cản trở chuyện làm ăn của tôi. Nhưng mà lúc nãy anh nói cái đĩa này đã ghi đầy đủ chuyện xảy ra hôm đó. Điều này cho thấy cái đĩa này là một vật chứng quan trọng. Anh này sẽ làm chứng là đã nghe những gì anh vừa nói. Tôi nghe hết rồi. Cho nên nếu anh không đưa đĩa đó ra là anh cố ý bóp méo công lý. Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Nếu như cái đĩa này mất hay là bị hư, tôi có thể thưa anh tội hủy hoại vật chứng, là tội hình sự. Anh phải nghe cho kỹ đó. Thôi lấy đi. Cảm ơn sự hợp tác của anh. Rồi, sư phụ, cái thằng đó nãy giờ cứ nhìn anh hoài đó. Mấy thằng cắt ké nó không chịu phục. Thế tôi quay phong không? Mình đi. Nó không phục tại anh đẹp trai hả? Bây giờ đám 9X này đứa nào cũng tay cầm máy, đứa nào cũng là tay súng cừ khô đó. Đúng là 8X thì cười 9X. Sư phụ, coi chừng. Đây cậu là ai vậy? Cái cậu kia. Cái gì? Đánh tôi đi. Tôi không có quen cậu. Có phải cậu gì làm người không? Anh không biết tôi hả? 3 năm trước anh thắng vụ kiện tội đánh vợ của Hà Kính Huy. Tại đó chính là người cha khốn nạn của tôi. Tôi là Hà Dĩ Thông. Không nhận ra sao? Hà Dĩ Thông? Cậu là con trai của Phương Tiếu Lan. Hôm nay tôi phải nhất định đánh anh. Nè, vụ án đó kết thúc rồi. Anh là tên khốn nạn chỉ biết kiếm tiền giết người xấu. Tôi cho má tôi tiêu hết rồi. Nếu có gì không ổn thì báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát chi cho mệt. Tôi chính là quan tòa đây. Anh cậu này đủ rồi nha. Tôi đã xử ông ta vô tội, chứ tôi đâu có làm sai. Là tại anh, tất cả cũng tại anh. Chính anh đã hại chúng tôi ra nông nỗi này nè. Cậu kia đừng làm vậy nha. Tôi bắn cái xác rồi. Cậu đừng làm gì nữa nha. Không, không, đừng đánh nữa mà. Nè, có cái xác tới kìa. Tên khốn nạn, coi chừng đó. Đừng đánh nữa mà, chạy đi, cái xác tới kìa. Chạy đi. Sư phụ à, cô muốn bắn cái xác không? Tôi sợ tên đó lại tới sanh sự nữa. Không cần đâu. Năm nào cũng có người tới kiếm tôi để trả thù mà. Cậu sợ hả? Không sợ. Vì sao còn hỏi? An toàn là trên hết mà. Sư phụ, thực ra xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện mà vợ thưa ông chồng lấy nước sôi làm bạ phỏng, thưa ổng mặt đãi vợ. Nhưng thực ra bất quá là vợ chồng cãi nhau. Ông chồng cầm ấm nước sôi rồi vô ý làm bà vợ bị phỏng thôi. Xem ra chắc là vụ tai nạn thường thôi. Thì Dũng không có cớ gì để chứng minh ông chồng mặt đãi vợ, nên vụ án đó kết thúc rất nhanh. Tóm lại đó là bi kịch của xã hội. Đúng vậy. Câu số đó không có sai đâu. Xin nhờ một chút. Cô ơi, làm ơn ký nhận giùm đi. Tôi biết có bị trước hàng lắm thì nước trước. Tôi hỏi cho rõ thì gọi là anh nha. Tôi phải đánh tiền danh sau đi. Tôi sẽ ký chi phiếu cho ảnh. Xin lỗi cho em nha. Hợp với cô chú chặt hết cửa kìa. Cảm phiền ký nhận giùm. Đại luật sư Kiệt. À có. Một tháng trước đây, trước khi sư phụ của anh đi Úc, anh đã hứa với sư phụ của anh rằng anh đó sẽ quản lý cả văn phòng luật sư này. Có phải như vậy không? Phải, nhưng mà tôi... Nhưng mà 2 tuần lễ trước cô thư ký đi rồi, anh đó mời cô khác. Cả chồng hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền ga vẫn chưa có trả nữa. Anh đó anh sẽ giải quyết hết. Suốt cuộc anh không có giải quyết gì cả. Nếu anh còn muốn quản lý nguyên cái văn phòng luật sư này, nói tôi biết đi. Tôi có thể tìm một văn phòng khác để làm việc. Không phải là tôi không muốn giải quyết, nhưng mà thật sự tôi rất là bận, tôi không có thời gian đâu. Xin lỗi nha. Tôi không muốn mọi người làm việc không rõ ràng. Làm việc thì phải rõ ràng một chút mới tốt chứ, phải không? Phải. Cô đã ký mấy tờ xét rồi, để tôi ký trả cho cô. Đây là sự kiện. Tất cả văn kiện này đều là của ông. Được, đồng anh. Ok, hết mấy cái thùng này vô phòng của tôi đi. Nhớ lên. Ê, chờ chút. Trong hộp có tiếng động. Cái gì ghê vậy? Có phải là bơm định giờ không? Chắc không phải đâu. Nè, sư phụ, anh có nhiều kẻ thù lắm sao? Mẹ biết, cái bơm định giờ này là của cô à? Sao sư phụ biết? Trên danh thiếp có ghi rõ, mẹ có chừng đừng có để nổ. Không trúng cô mà trúng tụi này. Cậu có biết là cô ta có nhiều kẻ thù lắm không? Ừ. Phải rồi, kẻ thù của tôi bây giờ là anh đó. Mày quá không sao. Ta
tặng chuông, tống chuông, cũng có nghĩa là đưa đám đó. Mavis. Michael. Ngạc nhiên phải không? Cái đồng hồ này tôi phải chọn lâu lắm mà cô có thích không vậy? Cảm ơn. Luật sư OGB của tôi gọi lại. Họ nói... Tôi biết rồi. Họ nói không bắt anh bồi thường tổn thất nữa. Cô đã giúp tôi thắng kiện. Cảm ơn cô. Ấy không có gì. Còn đồng hồ này tôi dùng không hợp đâu. Đồng hồ này để tượng trưng một điều là tôi cần có cô từng giây từng phút và tôi thích cô lắm. Bàn tay của cô này gian quá. Không phải là chồng trước sao? Hả? Chồng trước? Chứ gì không phải càng à? Chủ nhật 10 giờ sáng. Chuyện gì vậy đột ban? Có nhiều vụ kiện tới nỗi chủ nhật cũng phải làm việc sao? Hà Dĩ Thông lại gọi điện thoại tới văn phòng để kiếm sư phụ. Không biết tại sao nó biết nữa. Muốn tìm một số điện thoại thì dễ thôi. Mặc kệ nó. Nó chơi chán rồi thì nó sẽ không gọi nữa. Không phải đâu. Nó nói chuyện này quan trọng lắm. Nếu sư phụ không cho nó mượn 100 ngàn sẽ xảy ra án mạng đó. Cậu nói với nó, nếu như nó gọi lại nữa, tôi sẽ thưa nó tội tống tiền. Ok. Chủ nhật 12:30. Xem nào. Thứ hai 10 giờ sáng, thảm kịch gia đình sau 90, nghịch tử giết cha lạnh lùng. Thằng này chính là tên hôm đó nhìn anh trong phòng chơi game. Không phải không đây? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Mai là cảnh sát bắt nó rồi, anh lại tránh khỏi một nạn. Hết nói đổi. Tôi tới sở cảnh sát để theo dõi về vụ án gây thương tích trong phòng chơi game. Cậu chuẩn bị hồ sơ cho tôi. Hả? Làm đi hả? Cái gì nữa? Lần này phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ây da. Ê nè, bà chị coi chừng. Nè, không sao chứ? Tôi đi đâu tìm luật sư đây? Con trai tôi đã hết rồi. Tôi không biết phải làm sao để giúp nó. Con trai của chị đã xảy ra chuyện gì? Phương Tiếu Lan. Là anh. Anh đã hại mẹ con tôi khổ tới như vậy rồi. Anh thật không phải là con người mà. Nè, chị anh à, chị không phải là con đi. Người Nếu không phải tại anh chạy tội cho tên súc sinh đó thì thằng con trai tôi đâu có giết chết thằng cha khốn nạn của nó. Là anh hại chúng tôi thê thảm như vậy. Là nè, anh chị là... đừng có nói vậy nha. Lúc đó chị không đủ bằng chứng để tôi chồng chị bạc đãi thôi. Hắn thật sự đã tạt nước sôi vào người của tôi mà. Tôi chỉ là biện hộ thêm bằng chứng. Tôi không có làm gì sai hết. Bây giờ anh còn mỉa mai tôi hay sao? Anh đúng không phải là con người. Anh có chết cũng đáng đời. Để chị đáng à, bình tĩnh lại đi có được không? Chết đi, đừng có đụng tới tôi. Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn. Nè, có xe. Có chừng. Chị cũng sao chứ? Sao không để tôi chết cho rồi đi? Trên đời này đâu còn công lý gì nữa. Thế giới này thật là không công bằng mà. Tại sao tôi lại có người chồng gian ác tới như vậy chứ? Chúng tôi đã sợ ổng muốn chết rồi. Đã xa lánh ổng rồi mà ổng vẫn tiếp tục ăn hiếp tôi hoài. Nhất định là muốn làm cho tôi chết mới thôi. 3 năm trước, ổng hận tôi thưa cảnh sát. Hận tôi đưa ổng ra tòa. Sau đó thì ổng cứ giống như con chó điên cắn mẹ con tôi, không chịu nhả. Con chết bầm này, tao trấn nước cho mày chết. Mày dám thưa tao hả? Đừng có đánh má tôi, đừng có đánh má tôi. Mày là thằng chết dịch. Mày với má mày dám chống lại tao hả? Chống lại tao, chống lại tao hả? Đừng. Dám chống tao hả? Đừng mà. Ông bóp cổ chết con mình rồi. Đừng mà, tôi giang xin ông. Đừng mà, đừng làm như vậy. Con ơi, con ơi. Tại sao chị cũng báo cảnh sát? Báo cảnh sát thì được cái gì? Cuối cùng cũng không ai làm gì được ổng hết. 3 năm trước tôi đã thưa ổng rồi. Mà rốt cuộc thì ổng cũng đâu có bị gì đâu. Sau đó thì tôi càng khổ hơn. Ngày nào cũng bị ổng hành hạ. Tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì cũng không tốt. Vì con trai tôi, nên tôi đã lén kiếm được một việc làm ở ngoài. Cuối cùng thì tôi và con tôi có thể dọn ra ở riêng. Tôi nghĩ kéo dài như vậy 2 năm nữa thì có thể ly dị với ổng. Nào ngờ chúng tôi dọn tới đâu thì ổng tìm được tới đó. Và cứ tới sanh sự mỗi ngày làm cho chúng tôi dở sống dở chết. Tháng nào cũng phải đi khám bác sĩ. Suốt 2 năm qua, tôi sống một cuộc sống quá đau khổ. Thằng con trai của tôi càng ngày càng hư hỏng, càng ngày càng không nghe lời. Khi thì nó nín thinh, khi thì nó bực bội và bạo lực. Sau này tôi phát giác nó hay trốn học.
Ai ngờ nó tới võ quán để học võ và chơi với đám du côn. Càng ngày nó càng cứng đầu, càng ngày nó càng dữ. Tôi thật sự không muốn nó hư hỏng giống như ông già của nó vậy, nhưng mà bây giờ nó càng ngày càng giống rồi. Thằng mắc dịch, mày đi đâu? Đâu mắc mới gì thế không? Dọn nhà để trốn tao hả? Mày dọn tới đâu tao cũng kiếm được mày tới đó. Ngoại trừ mày không đi học, nói tao biết mày đã dọn đi đâu tránh rồi. Ra đi. Sau này tôi mới biết thằng Thông con tôi nó trốn học là tại vì nó muốn tránh ba của nó. Nó đi học võ là vì muốn bảo vệ cho tôi. Nó nói cảnh sát và pháp luật không giúp được chúng tôi, chỉ có chính mình mới có thể bảo vệ mình mà thôi. Tôi thấy con tôi nó trở thành như vậy, tôi đau lòng lắm. Khó khăn lắm mới ráng được 2 năm. Tôi tưởng bây giờ tôi có thể xin ly dị với người chồng gian ác đó rồi. Nào ngờ ông tới nhà của tôi. Mày không được làm vậy. Mỗi tháng tao được cấp dưỡng 500 đồng cho mẹ con mày. Bây giờ muốn dứt bỏ tao, muốn ly dị hả? Được, trả cả vốn lẫn lời lại cho đừng, tao. Đừng mà. Vô trong, tao kêu mày vô trong. Đừng. Buông ra. Mở cửa, mở cửa. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Đừng có làm gì với má tôi. Mở ra. Mở ra. Tao đưa hình mày lên mạng. Đừng mà. Hả? Mày nhiều chuyện rồi. Hả? Mày nhiều chuyện hả? Đừng như vậy. Đừng mà. Đừng mà. Ông đừng làm như vậy. Đừng mà. Đừng. Cười lên. Đừng. Cười lên. Đừng. Hả? Đừng ra. Mày đừng ra. Mày bu ra. Chết mày. Chết mày nè. Chết. Đừng mà. Đừng. Đừng mà. Đừng đánh nữa mà. Mẹ mày muốn chia tay thì phải trả tiền cho tao. Đưa tao 100 ngàn, tao sẽ tha mẹ con mày. Bằng không đừng có hòng. Đồ chó chết mày nè. Con ơi đừng mà. Chết mày là khốn kiếp. Con thôi đi. Ông sẽ đánh con chết đó. Thôi mà con dừng tay lại đi. Hết rồi, chúng ta chạy không thoát. Chúng ta không chạy thoát được nữa rồi. Chúng tôi sợ lắm, không biết phải làm sao. Nào ngờ mấy ngày hôm sau thằng con của tôi nó hối hả chạy về nhà. Con đã giải quyết mấy tấm hình đó rồi. Con đã bỏ máy chụp hình xuống sông. Kẻ ác độc đó không thể uy hiếp chúng ta nữa. Con đã làm gì rồi hả Thông? Mà đừng có hỏi nhiều nữa mà. Con đi tìm ổng sao? Con đánh đâu lại ổng? Hay là con rủ ai đi đánh ổng có phải không? Tóm lại mà đừng có hỏi nhiều quá. Mau thu xếp vào bộ quần áo, chúng ta về nội địa trốn một thời gian đi. Tôi tưởng đâu thằng con của tôi đánh ba nó. Tôi lo tên khốn nạn nó kiếm chúng tôi thanh toán, cho nên tôi về nội địa để trốn một thời gian. Qua vài hôm sau không thấy động tĩnh gì hết. Mà trốn như vậy thì phải trốn cho tới bao giờ? Cho nên tôi quyết định trở lại đây để xem tình hình như thế nào. Ai ngờ lúc đi qua trạm kiểm soát thì bị cảnh sát bắt giữ. Họ nói tên khốn nạn đó đã chết rồi. Họ muốn thưa con tôi tội mưu sát. Cho nên con của chị đang ở trong sở cảnh sát. Bây giờ tôi không biết làm sao nữa. Cảnh sát bảo tôi đi kiếm luật sư. Mà tôi đi đâu để kiếm luật sư đây? Tôi không có tiền. Tôi lại không có quen biết ai hết. Anh là luật sư mà. Anh tài giỏi lắm mà. Tên khốn nạn đó, nó có tội mà anh còn cãi cho nó thắng kiện. Tôi van xin anh làm ơn giúp mẹ con tôi đi có được không? Tôi van xin anh làm ơn giúp chúng tôi đi. Tôi không thể ngồi tù được. Luật sư, anh làm ơn giúp tôi đi. Bây giờ anh tới sở cảnh sát để thăm nó đi. Tôi van xin anh giúp tôi đi. Tôi van xin anh mà anh giúp tôi đi có được không? Tôi van xin anh. Không phải nói có luật sư tới giúp tôi sao? Anh tới đây làm gì? Thì tôi chính là luật sư tới để giúp cậu đây. Thì bỏ đi. Nếu anh chịu giúp tôi thì tại sao không thèm nghe điện thoại của tôi? Nếu anh chịu cho tôi mượn 100 ngàn thì tôi đâu có ở đây. Là má của cậu muốn tôi tới đây để giúp cậu đó. Đúng rồi. Là tại anh đã thả kẻ độc ác đó ra, cho nên chúng tôi mới như vậy nè. Là anh đã thiếu nợ mẹ con tụi tôi. Này cậu kia, cậu phải nghe cho rõ đi. Tôi không có nợ các cần cái gì hết. Được rồi, nếu anh cảm thấy không có nợ thì anh về đi. Tôi không cần giúp đỡ đâu. Cậu có biết bây giờ cậu nghiêm trọng như thế nào không? Cậu đã bị thương về tội mưu sát. Có người đã thấy cậu chạy ra từ hiện trường xảy ra án mạng. Và tại hiện trường còn để lại tấm dán trực dính đầy máu. Mà cảnh sát từng nghĩ đó là vũ khí giết người. Vậy rồi sao? Bây giờ vật chứng đã có đủ. Cậu không chết thì cũng gặp phiền phức. Tại sao còn phách lối như vậy? Có phải sẽ giúp tôi chạy tội không cần ngồi tù không? Làm ăn phủi đất rồi đi về giùm đi. Cùng lắm thì tôi chỉ có thể giúp cậu sửa thành tội ngộ sát, ngồi tù khoảng 10 năm. Thôi khỏi đi, bỏ qua đi ông Tám. Nếu như người tù 1 năm với 10 năm cũng như nhau thôi, tôi không quan tâm đâu. Bây giờ kẻ khốn nạn đó chết rồi, tôi không biết tôi đã vui tới cỡ nào. Nói cho anh biết, tôi muốn giết ông từ lâu rồi. Bây giờ thì tôi vui lắm. Tôi không cần phải sợ lúc nào ông trở về, lúc nào thì ông sẽ đánh má tôi, lúc nào thì ông sẽ phá tụi tôi. Má, cuối cùng thì má có thể sống bình an và vui vẻ rồi.
Cho dù tôi có bị tội mưu sát cũng không sao đâu. Tội mưu sát có thể bị tù chung thân, cậu không thấy sợ sao? Rồi sao? Cậu nhất định phải dùng thái độ này mà không hợp tác với tôi thì tôi cũng hết cách thôi. Anh đi về đi, đừng có làm bộ làm tịch nữa. Ông cảnh sát à, tôi không muốn nói chuyện với người này nữa, tôi muốn ra ngoài. Sao hả? Còn tôi nói cái gì? Con của chị không muốn tôi giúp nó. Vậy tôi phải làm sao? Chị thử đi xin sở luật giúp đỡ đi, hay là chị đi gặp luật sư sử dụng của tôi. Anh đã giới thiệu luật sư khác cho chị để biện hộ cho con trai của chị. Nhưng mà chị phải chuẩn bị tinh thần, chuyện con chị không lạc quan đâu. Phương Tiểu Lan, có phải đây là báo cáo khám sức khỏe của chị không? Trong đây ngoài những chỗ bị phỏng nước sôi trên người của chị ra, không có những vết thương nào khác, có phải không? Phải. Như vậy thì chứng minh thân chủ của tôi không có đánh chị. Lần này ông ta thật sự lấy nước sôi làm tôi bị phỏng mà. Hai người lần này cũng là cãi nhau, mà thân chủ của tôi đang lúc nấu nước để pha trà, chị vô ý đụng trúng ông ấy. Và vì mình nước đầy đầy quá nên đã sơ ý làm nước sôi tràn ra làm chị bị phỏng. Rồi chị mừng cớ để thưa với cảnh sát rằng chồng chị đã bạc đãi chị. Không phải như vậy đâu, ông ta thật sự lấy nước sôi làm tôi bị phỏng thật mà. Thưa hoàn toàn, tôi tin chuyện lần này hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn. Tôi tuyệt đối có lý do để nghi ngờ là Phương Tiếu Lan đã vu khống thân chủ của tôi. Chúng tôi sợ quá cho nên đã phải tranh xa. Nếu không phải anh chạy tội cho tên khốn nạn đó thì con trai của tôi đâu có giết chết thằng cha ác ôn của nó. Là anh đã làm hại chúng tôi khổ sở đến như vậy. Đúng ra tôi không nên chạy tội cho hắn. Lúc đó tôi là quân sư, tôi cũng cảm thấy ớn quá. Ai cũng nói là mình vô tội. Mà sự thật là thế nào? Sau đó sư phụ của tôi đã dạy tôi, quan trọng nhất là phải sớm học biết cách mắt nhắm mắt mở mới được. Còn nhớ lúc tôi theo vị sư phụ đầu tiên của tôi, người đã nói với tôi, ở trước tòa bằng chứng là quan trọng hơn hết, còn mấy cái chuyện gì sự thật gì đó thì không có xài được. Nhưng mà tôi không chấp nhận như vậy. Vụ án của Hà Kinh Quyên đã làm đúng theo bằng chứng, có lỗi gì đâu. Tôi thực sự không có lỗi. Không có lỗi. Còn nhớ lúc tôi cãi cho Hà Kính Quy, cãi tới nửa chừng thì phía ngoài tòa án, ông ta cứ nhìn đăm đăm bà xã của ổng. Bà xã ổng lúc đó sợ lắm, sợ tới tay chân run rẩy. Bà xã ông ta muốn tránh ông ta, nhưng mà ông ấy thì cứ nhìn bà chằm chằm. Thật ra lúc đó tôi đã biết xảy ra chuyện. Nè, lúc đó anh chỉ đoán thôi. Lúc đó chính vì tôi muốn thắng vụ kiện này nên tôi đã không nghĩ tới chuyện gì khác. Anh đừng có chuyện gì cũng muốn gánh hết. Chuyện đó đâu phải lỗi anh đâu. Cứ nghĩ lại đi, anh sẽ làm được chuyện gì lúc đó chứ? Lấy ánh mắt muốn giết người của hắn làm bằng chứng trên tòa hả? Vụ kiện tụng nào anh cũng tự đem ra mà xử lại, anh làm vậy sao được chứ? Nhưng mà mẹ con của họ đã bị tôi hại tới như vậy, có thật không phải là lỗi của tôi sao? Thôi đừng tự tìm phiền phức nữa. Ly này tôi mời. Albert, cho thêm ly đi. Hello. Cái gì? Tôi sẽ tới ngay. Phương Tiếu Lan muốn nhảy lầu. Hai mẹ con chúng tôi không hề được sống một ngày nào vui vẻ. Tại sao tôi phải lấy một người chồng tàn ác như vậy chứ? Sếp Trình, Lưu Thư Kiệt tới rồi. Lưu Thư Kiệt, trước đây anh và bà này đã tới sở cảnh sát nói về chuyện của bà ta. Có thể anh giúp được cho bà ta lần này, nhưng mà anh phải cẩn thận để ý tâm trạng của bà ta. Tôi biết. Có 100 cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Bà vô đây rồi hẳn nói có được không? Không có cách nào giải quyết được đâu. Tại sao tôi phải lấy một người chồng tàn ác như vậy? Mẹ con chúng tôi không được một ngày yên ổn. Tôi đã từng nghĩ phải xa lánh ổng, kiếm người tới bắt ổng, mà kết quả thì thằng khốn nạn đó không hề hấn gì hết. Tôi tưởng đâu pháp luật có thể áp chế ổng. Tôi đúng là quá ngu mà. Bây giờ ổng chết rồi, coi như tôi đã thoát nạn. Nhưng mà con trai của tôi phải ngồi tù. Nó đã ngồi tù vì tôi.
Suốt cuộc đời của tôi đặt hy vọng lên người con trai tôi. Vậy mà bây giờ nó phải ngồi tù thì cuộc đời nó coi như đã hết. Tôi đã hại nó. Tôi thật sự có lỗi với con trai của tôi. Tôi mới là người phải nói câu xin lỗi. Vì tôi đã hại mẹ con chị ra nông nổi này. Chị đừng có dậy xuống dưới nghe chưa. Chị không thể tự sát được. Vậy tôi còn có thể làm được cái gì? Cứ đứng mà chống mắt nhìn con tôi bị ở tù hay sao? Tôi không muốn nó ngồi tù. Tôi không đành lòng để nó ở trong tù. Nó sẽ không sao đâu. Nó sẽ được thả ra mà. Nó được thả sao? Tôi hứa với chị, tôi sẽ thắng vụ kiện này cho con trai của chị. Nó sẽ không sao và sẽ được thả ra. Nó thật sự không sao có phải không? Anh thật sự có thể giúp nó sao? Phải. Chị hãy tin tôi. Và chị phải nhớ, con trai của chị nhất định phải được thả ra. Tôi nhất định sẽ giúp các người. Anh có chắc sẽ thắng không? Nè anh đi đâu vậy? Nhà anh đằng kia mà. Oh,